Hi, welcome back to my channel Stars Here Go. Và mình sẽ vào tờ game đầu tiên. Ok, let's go. Level 4. Oh my gosh. Tí thì bị ông ta bắt. Vẫn chưa tìm thấy chiếc chìa khóa nào. Phải có chiếc chìa khóa thì các bạn mới thoát được khỏi nơi đây. Dọc bên ngoài thì không có này. Và mình sẽ vào dọc bên trong. Đây thôi. Ok. Tiếp tục rồi. Và tựa game thứ hai. Level 2.
Sis. For the game teacher. Let's go. Hai ba bốn này, thăng thăng, dưới giữa, một hai ba bốn, mình phải nhìn kỹ cái đầu tiên cái nào đây. Là lá giống nhau hết luôn. Chưa hiểu là mình sẽ phải xem lại nha. 1, 2, 3, 4. Để xem nào. Số 1 thì bên này là số 0. Không một ba bốn trăm. Thử xem nào. Chuẩn luôn. Đúng nhờ. Ok, đã thành công. Và sau đó tiếp tục tiến sâu bên trong.
The level 2 của tựa này. Và level này có thể có yêu quái nha các bạn nha. Nó rất là phức tạp luôn. Không cẩn thận bị lạc ngay. Cứ thế các bạn sẽ tiến sâu vào và bẻ khóa tựa game này sang level 3. Và càng về sau thì tựa game này càng khó hơn các bạn nhé. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Let's boss. Và tựa game tiếp theo. Let's go. Hồng vàng vàng ca. Tiếp tục bẻ khóa tiếp luôn. Thật là về điều khiển nó hơi khó hơn một chút. Thì không sao. Các bạn điều khiển từ từ thì vẫn rất đơn giản nhá. Ok. Ở đây thì mình sẽ phải bật 4 cái like. 1
chi. Three. Four. Sau đó thì các bạn sẽ mở cánh cửa đây ra. Tiếp tục tiến sâu vào trong. Quay lại rồi. Quay lại để mở tiếp cánh cửa nơi khác ra. Oh my gosh. Hy sinh rồi. Wow. Và tiếp tục tựa game thứ 6. Let's go. Gì đây? Wow. Ta ngay gần mình. Đó như kiểu là một bộ pin. Mình vừa nhìn thấy hình dáng của bộ pin luôn. Và từ game này các bạn sẽ phải tìm một chiếc chìa khóa để tiếp tục tiến sâu vào trong từ game này. Phải đi tìm chiếc chìa khóa xung quanh đây. Và lời này cũng khá là rộng các bạn nhé. Mình sẽ nhìn xung quanh xem như thế nào. Khá là rộng luôn. Lạc mất nhau rồi. Ở đây. Không phải. Lạc luôn đúng không ạ? Mình lại bị rốt ở trong một không gian hình vuông. Rất là hài luôn. Oh my gosh. Đi này cái là mất luôn. Nó chặn đường làm thành 4 đoạn đường luôn. Không có lối ra. Oh my gosh. Cũng rất là buồn cười. Ok. Nó như kiểu là các bạn bị rơi vào một cái bẫy. Và cái bẫy lại thì không đi đường nào để có thể thoát ra khỏi cái bẫy này được. Bởi vì xung quanh là 4 bức tường. Oh my gosh. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Play. No. Mở wifi. Ok, vào tới game cuối cùng. Cái này là Backroom Horror. Một chiếc chìa khóa thì ở trong đây. Và bức ảnh này thì hoạt động liên tục, thay đổi liên tục luôn.
Vẫn gì nữa đây? Vẫn bức ảnh của ông ơi, không biết làm gì. Lửa thì đang cháy rồi, đúng không? Cháy ở mỗi đoạn đó. Okay.